Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Chu Ngọc Anh sắp ngồi ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giống như những gì mà đã đồn đoán trước đó. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Cộng sản Việt Nam được đề nghị miễn nhiệm trong chương trình kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 để ngồi vào ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh được ghi nhận là có bằng tiến sĩ vật lý và ngồi ghế bộ trưởng từ tháng 4 năm 2016. Việc các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm đối với ông Ngọc Anh được báo Zin ngày 17 tháng 9 ghi nhận là bổ sung cho chương trình nghị sự. Miễn nhiệm được diễn giải là cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam làm thủ tục cho một giới chức thôi ghế này trước khi nhận một ghế khác. Do vậy, để tránh điều tiếng, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã tránh gộp chung việc miễn nhiệm với bãi nhiệm giới chức. Báo Zin dẫn lời của bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc hội Cộng sản Việt Nam nói tại kỳ họp này thì vấn đề nhân sự chắc chắn sẽ xem xét 2-3 trường hợp bao gồm bãi nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm. Với trường hợp bãi nhiệm thì cần làm trước, làm riêng, còn nội dung miễn nhiệm, bổ nhiệm sẽ tiến hành sau. Không thể bãi nhiệm cùng với thời điểm với việc miễn nhiệm bổ nhiệm với các đồng chí trung ương do được phân công công tác mới. Phát ngôn của bà Tòng Thị Phóng được hiểu là dịp này ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội sẽ bị bãi nhiệm vì bê bối có song tịch. Ông Ngọc Anh được miễn nhiệm trong lúc ông Nguyễn Thành Long sẽ được bầu làm Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam sau mấy tháng giữ ghế quyền bộ trưởng. Cũng cần nói thêm là việc biểu quyết cho các trường hợp nêu trên tại nghị trường Cộng sản Việt Nam gần như diễn ra cho đúng thủ tục vì kết quả bỏ phiếu đã được Đảng chỉ đạo và quán triệt từ trước. Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm là ông Ngọc Anh được cấp có thẩm quyền điều động phân công giữ vị trí mới nhưng không hé lộ chức danh mới là gì, và việc các báo Đảng đăng tin miễn nhiệm đối với ông này như cách ngầm xác nhận là tin đồn trên mạng xã hội là đúng sự thật. Và trước đó thì từ hôm 10 tháng 8, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa dự báo trên trang cá nhân về việc Bộ Chính trị đã quyết việc đưa Bộ trưởng Chu Ngọc Anh về Hà Nội với hàm ý thay thế cho Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sau đó bị bắt hôm ngày 28 tháng 8 năm 2020. Từ thời điểm đó thì dân mạng dấy lên những bàn tán xoay quanh một tấm hình do báo Zin đăng tải hồi năm 2016 cho thấy là ông Ngọc Anh có vẻ như đang cười nịnh bợ dành cho cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Gần đây thì ông Chu Ngọc Anh cũng mất điểm khi được tờ Lao Động hồi tháng 8 dẫn phát ngôn bị cho là kỳ quặc, tối nghĩa và mang tính đánh đố dư luận. Tâm thế phục vụ đồng hành là cách xác định đúng vai trò của khoa học công nghệ trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tâm thế ấy cũng cần một sự quyết đoán để hòa lạc tên của một khu công nghệ cao rũ nôi, để Hà Nội rũ nôi, để đất nước rũ nôi. Dân mạng không hiểu người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng sản Việt Nam thật sự muốn nói điều gì với khái niệm rũ nôi. Có lẽ Tổng chủ cũng hiểu, tiếp tục im lặng thì người dân sẽ thắc mắc không biết lãnh đạo cao nhất của họ còn thở không. Nên lần đầu mà ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp đến Liên Hợp Quốc, báo Tiền Phong đưa tin. Trong tuần lễ cấp cao khóa 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp trực tuyến từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ tham gia gửi thông điệp đến các hội nghị được tổ chức trong tuần lễ này. Và tình hình là ông Tổng Bí thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có lẽ là sẽ phải từ chức, tức là phải nghỉ cái nhiệm kỳ Đại hội 12 này bởi vì sức khỏe của ông cực kỳ yếu, mặc dù rằng lực bất tòng tâm với những gì ông đang muốn. Ông còn đang muốn tiếp tục ngồi ở ghế Đại hội 13 sắp tới, nhưng mà không biết thì vì một lý do là sức khỏe hay một lý do gì mà ông không thể tiếp tục ngồi ở Đại hội 13 này. Nhưng đó chỉ là những gì mà dự đoán bên lề, mà khi mà các Facebooker ở trên mạng xã hội rầm rộ đưa tin. Còn thực tế thì ông Trọng muốn gì và có tiếp tục ngồi nữa hay không thì 30 chưa phải là Tết. Và
Khi mà trả lời báo chí của chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo là Thường vụ Quốc hội thống nhất giao ban công tác đại biểu hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc vào kỳ họp thứ 10. Trong bài có nhắc chi tiết là hồi tháng 8 ông Quốc có gửi đơn xin thôi chức đại biểu Quốc hội và tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận. Và đến nay thì gần 4 tuần khi mà ông Quốc chọn con đường từ bỏ sự nghiệp cách mạng để theo tư bản dễ chết thì các đồng chí của ông vẫn cố níu kéo ông, không rõ là đồng chí còn luyến tiếc gì ở ông Quốc. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường thì bàn về quy trình chính trị kỳ dị ở xứ Cộng sản Việt Nam. Ông Tường liệt kê là quy trình là ông Lê Thanh Hải, người trong mắt nhân dân là tội đồ, vẫn lên hội trường dạy giảng về phải liêm chính. Quy trình là phải chờ bao giờ thì ông Hải về hưu mới họp nhau lại. Hình thức xử lý là cắt hết các chức vụ mà ông ấy không còn giữ nữa. Quy trình mà là người như ông Cang vẫn chủ trì viết sách lịch sử thành hồ và vẫn giữ tư cách là lãnh đạo kiêm văn nhân sử gia. Dù trên cửa miệng nhân dân thì ông ấy được gọi là thằng, thậm chí ông ấy vẫn là đại biểu hội đồng, vẫn lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của cử tri. Quy trình là ông Tuấn, ông Son vẫn nhận nhà chờ xử lý và chức tước râu ria trước khi đi củi, thậm chí còn được hoặc bị viết sách truyền dạy đạo đức. Quy trình bây giờ là một kẻ phản trắc như Phạm Phú Quốc đã hủy tẹt xin thôi đại biểu Quốc hội và giám đốc Tân Thuận IPC để chọn quốc tịch ship. Vậy mà phải đợi đến tháng 11 Quốc hội mới bỏ phiếu bãi nhiệm ông Quốc, và xin nhấn mạnh là bỏ phiếu kín. Có thứ quy trình nào mà lại rón rén nhu nhược trước sai trái như vậy, và quy trình gì mà quốc pháp uy quyền phải nhẫn nhục luân cúi, còn tội đồ thì nhẫn nhơ đạo mạo như vậy và bất chấp, chẳng ai mang gì đến việc thay đổi quy trình. Thể chế chính trị của ta là như vậy, và việc làng việc xã cứ theo quy trình, cha chung chẳng ai buồn khóc, và chỉ có quy trình thăng quan tiến chức hoặc sắm học hàm học vị, trang điểm cho cá nhân là thần tốc. Tôi chưa kể đến những thứ quy trình mà dành cho dân, không khác gì những cuộc hành xác. Cũng chẳng ai thấy tự ái bởi những quy trình trái khuấy đó, mà chỉ cảm thấy của nhân dân là bị đè nén đến tột cùng. Ông Tường cũng đặt câu hỏi cho những người làm ra cái quy trình ở nước ta. Tại sao phải có quy trình khốn quẫn như vậy, và quy trình đó là nghĩ tới cảm xúc của nhân dân hay không? Ông Nguyễn Hạnh Phúc có thể quay quy trình này bằng việc công bố danh tính 9 người bay ké sang Hàn Quốc hay không? Và các vị còn coi dân là con người hay không? Thưa quý vị và các bạn, thủ tiêu người cha và tử hình người con. André Manrat, nhà làm phim người Pháp, từng về Đồng Tâm dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân, nhận định các bị can đã bị bắt giữ một cách phi pháp và vụ án rõ ràng sẽ diễn ra theo kiểu các vụ án thời Stalin, ám muội và tàn độc hơn cả vụ xử Hồ Duy Hải. Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là một kẻ thù. Quả đúng như lời nhận định trên thì súng đã nổ và người thủ lĩnh tinh thần đã bị giết chết, và nay Đồng Tâm vẫn còn suy sụp bởi bản án tử hình hai người con của cụ Lê Đình Kinh. Chiếc khoảnh khắc họng súng lóe sáng trước ngực người cha và vạn vật hàng xóm đang bình yên chìm trong giấc ngủ khi mà màn tối bao trùm đất trời. Một bản án tử hình trong vòng bí mật được tuyên ra, và ngay cả nạn nhân chịu thảm án vẫn an tư và không hề hay biết. Thế rồi họng súng khạc lửa, đạn bay tại phòng ngủ tư gia, ngủ tại tư gia thiêng liêng, nơi mà một công dân Việt Nam lẽ ra là thời khắc đó đang ngon giấc, nay nó lại biến thành chỗ xử bắn của cụ Lê Đình Kinh, ném cụ vào giấc ngủ ngàn thu một cách lặng lẽ và y hệt như bản án của kẻ nào đó đã chụp lên cho cụ. Cụ Kinh lớn lên là người lính chinh chiến, quen với súng đạn, nay đã ra đi theo tiếng súng vang lên, và khi viên đạn xuyên qua trái tim cụ mà còn những họng súng khác sẽ tiếp tục khạc lửa lên hai đứa con, chứ không phải chịu dừng lại ở cái chết của người cha. Hình ảnh hai người con của cụ Kinh là Lê Đình Công và Lê Đình Chức trước tòa chịu bản án tử hình công khai một cách oan ức, thế giới cả nước cũng biết, và hai anh em sẽ biết ngày giờ mình ra đi, về cái vòng tay của người cha đang chờ đón
và cái chết của hai anh không còn bị giấu kín như cái chết của người cha. Hai án được các cơ quan tuyên truyền báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam, các luật sư đỏ đồng loạt lên tiếng hoan hô đồng tình. Trong khi đó thì cả nước người dân đang sầm sì nhớ lại vụ án Lệ Trì Viên mà gia đình Nguyễn Trãi gánh chịu, Chu Di Tam Tộc. Thủ tiêu người cha tử hình hai người con, lúc thủ tiêu cụ Kinh chả thấy bóng dáng phóng viên nhà báo nào có mặt tại hiện trường để đưa tin. Nay đầy đủ mâm bát, gieo hùa theo của ban tuyên giáo đưa tin nóng sốt, bình luận các kiểu. Quả là cái giao điểm của thời khắc tuyên án tử hình cho hai người con lại rầm rộ công khai khác hẳn với thời điểm lúc người cha ra đi. Những đàn chéo chằng chịt trong mối xung đột trước đây đã chấm dứt âm thầm trong màn đêm với cái chết của cụ Kinh. Nay bản án của hai anh công chức lại được tuyên cáo một cách ồn ào và công khai hết cỡ. Vâng, trong bài viết này tôi muốn tập trung nhiều vào khoảnh khắc họng súng lóe sáng của kẻ thủ ác đã bóp cò bắn thẳng vào tim cụ Lê Đình Kinh. Thoáng chớp lóe lên hẳn là đỉnh điểm trong cuộc đời của cụ. Và đó là khoảnh khắc giữa sống và chết, giữa người đang thở và sẽ chút hơi thở cuối cùng. Lẽ ra thì nếu chưa có ánh lóe sáng ấy hẳn cụ còn sống thọ thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên thì con tạo chiều người, trong hàng triệu cái chết mỗi ngày và không cái chết nào giống cái chết nào, thì chỉ có cái chết của cụ Kinh là tiêu điểm cho biết bao nhiêu sự giao thoa tình người, tính đảng, công an, xóm làng, đất nông nghiệp, nhóm lợi ích, thù hận, tình nghĩa, chính quyền và con dân, kẻ mạnh và người yếu, sức trẻ và tuổi già, họng súng ác liệt và cây gậy chống đỡ giúp bước đi bệnh nhân bớt nhọc nhằn. Tất cả tập trung vào đầu súng tóe lửa chấm dứt cuộc đời dương thế của cụ già đôn hậu. Lẽ ra thì cụ được ra đi thanh thản trong vòng tay của con cháu chắt. Lẽ ra cụ có được cuộc tử quy đầm ấm với nước mắt người thân vây quanh. Lẽ ra thì cụ chút hơi thở cuối cùng vào thời khắc thiên định. Biết đâu bao nhiêu cái lẽ ra như thế đã bị phát đạn oan nghiệt tạo nên một giao điểm thổi bay tất cả vào lồng lộng và hư vô. Cái lẽ vô thường trong cõi người ta ấy đã bị những kẻ vô thần bất thường và bất thường tự cho mình quyền lực chấm dứt một sinh mạng mà theo lý phải ở trong tay người ra đi khi mà sinh khí đã cạn và khi cõi sau lên tiếng gọi về. Chấm dứt bất cứ sinh mạng vô tội nào đều là tội ác, và kẻ ký lệnh, kẻ âm mưu lên kế hoạch, kẻ thủ ác trực tiếp, chúng có thể tránh được án phạt tòa trời, nhưng không bao giờ tránh được án phạt của tòa án lương tâm và quy luật nhân quả về sau. Và chưa dừng lại ở cái chết của cụ Lê Đình Kình, không lâu trước ngày tuyên án xử tử hình hai con của cụ Kình, tướng Tô Ân Sô trong một bài phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam đã tuyên bố cụ Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Nó tựa như tuyên bố giết vua để dẫn đến bản án Chu Di Tam Tộc của nhà Nguyễn Trãi. Không phải tự nhiên mà tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, lại có những lời nói hàm ý đấu tố địa chủ như thế. Người dân đều nhận ra được sự đồng nhất trong ngôn ngữ và hành động của Bộ Công an từ đầu đến cuối. Chi là giàu tính kịch bản, dàn dựng một cách công phu, lên kế hoạch vạch chuyên án giết cụ Kinh là do Bộ Công an. Điều binh khiển tướng túc trực ở làng Hoành vẫn là Bộ Công an. Trực tiếp tấn công vào làng Hoành đêm 9 tháng 1 năm 2020 cũng là Bộ Công an. Giết chết cụ Kinh, bắn nhầm ba công an, bắn trọng thương ông Hiểu và bắt 29 người dân, và tiếp tục là do Bộ Công an. Điều tra bức cung đánh phạm nhân 10 ngày như một, lại là Bộ Công an, và cáo trạng Viện Kiểm sát trưng ra dựa trên điều tra cũng vẫn tiếp tục, lại là Bộ Công an. Và như thế thì vừa đánh trống vừa thổi kèn đưa ma, vừa ăn cướp vừa la làng, kẻ chủ mưu, kẻ thủ ác, kẻ điều tra, xét xử, tuyên án đều đến từ điều tra của một ngành duy nhất, đó là ngành công an. Vậy còn gì là khách quan, là công bằng? Biết bao nhiêu án oan ở Hàn Đức Long, Thanh Trấn, Hồ Duy Hải, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Thêm là những minh chứng cho uy tín của ngành công an và ngành tư pháp. Hơn nữa thì tòa xử vụ Đồng Tâm với nhiều tình tiết bất minh mà người dân cả nước đã nêu lên đầy rẫy trên mạng thông tin xã hội, nó cho thấy chỉ vì 59 hectare đất nông nghiệp mà Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp là Bộ Công an đã tàn sát không thương tiếc những ai cản đường, hầu dành cho bằng được cánh đồng xanh
chỉ lớn hơn chút xíu nửa cái đền Trung Sơn thờ gia tiên của Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An. Cánh đồng sân chỉ sản sinh những hạt thóc trắng và giá trị thường nhật nuôi sống dân làng Hoành. Và đang khi thì đền Trung Sơn tốn gần 100 hecta, xây nguy nga lộng lẫy bằng thuế, khóa nặng nề chất trên cổ của người dân, chẳng nuôi sống được một ai, và ngoài tiền thu dịch vụ rơi vào túi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì nó được dựng lên với mục đích là thờ cúng gia tiên của ông Hồ Chí Minh. Bản án tử hình tuyên ra cho thấy là phải có sự ra đi đối xứng giữa ta và địch. Phe ta ra đi ba thì địch cũng phải ra đi ba cho đồng bộ. Và chiến thắng người dân đồng tâm quả là một chiến công đáng ghi vào trang sử hào hùng của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Mỗi khi tấn công nhà dân nào đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an lại đưa gương ba liệt sĩ này lên dây cót tinh thần cho các lực lượng vũ trang nhân dân. Đêm ngày 8 tháng 1, rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, 3.000 cảnh sát cơ động công an đặc biệt tinh nhuệ nổ súng mở màn đột kích dữ dội vào làng Hoành, quyết thực hiện cho được bản án tử hình cụ Lê Đình Kình. Bộ Công an đã không ngờ chính họ lại làm lộ cả nước và thế giới thấy rõ được lực lượng ăn hại, đái nát, ngốn biết bao nhiêu là ngân sách của nhà nước, ôm súng ôm mìn, trang bị tận răng lại tự hại chết 3 đồng đội. Đưa lực lượng hùng hậu tưởng đâu lên biên giới phía Bắc để đánh giặc tàu hoặc đi ra ngoài biển đảo để giữ biển và giữ đạo. Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân đi đánh nhân dân Đồng Tâm. Vụ án Đồng Tâm nói chung và phiên tòa xét xử 29 người liên hệ riêng phơi bày trước bàn dân thiên hạ một đất nước không hề có nhân quyền, tự do, dân chủ như Đảng Cộng sản Việt Nam thường quảng cáo. Bộ luật hình sự năm 2015 điều 40 quy định không thi hành án tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên. Quy định luật pháp là thế, nhưng sự thật là Bộ Công an đã giết một ông già ngồi xe lăn 84 tuổi và nay âm mưu giết luôn hai đứa con của cụ. Dân chúng công luận đều mong ngừng phiên tòa để dựng lại hiện trường vụ án. Tuy nhiên thì nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam thể hiện uy quyền trong tòa án, trắng trợn bác bỏ tình tiết quan trọng, đó là vẫn tuyên án như kịch bản đã soạn. Ngay cả những lá đơn mà cụ Dư Thị Thành gửi đảng, nhà nước cứ như gió vào nhà trống, chẳng ai thèm quan tâm, không lời hồi đáp. Mạng sống của người dân rẻ như vậy đấy, chỉ có con kiến trả xứng cho đảng thoái hoài. Và đảng lo giành đất với dân hơn là giữ đất biên giới, giành đất của dân với nhiều lợi ích hơn là xung phong đưa đầu đối địch với bành trướng Trung Quốc. Và người dân hiền lành thì dễ đàn áp, dễ chụp mũ, dễ xử hơn thằng tàu lạ. Một Facebooker đã cảm thán viết mấy lời như sau: bản án Đồng Tâm gợi nhớ lại lời viết trong Kinh Thánh: hỡi con gái Jerusalem, chớ khóc thương ta làm chi, hãy khóc thương chính các ngươi và các con của ngươi. Trích Luca 23-28 và: vâng, người dân Việt Nam trên dải đất hình chữ S nên khóc thương cho thân phận mình, vì chắc rồi cũng sẽ có ngày người sống ghênh tị với người chết. Thưa quý vị và các bạn, vụ Đồng Tâm bản chất là tranh chấp đất đai gây ra biết bao nhiêu đau khổ, oan sai và rối loạn xã hội. Nhưng với luật đất đai hiện nay thì vấn đề tranh chấp đất đai chỉ là một khía cạnh nhỏ, thậm chí là rất nhỏ, bộc lộ tính phản động của bộ máy này. Vậy khía cạnh lớn, rất lớn, mang tính bản chất cốt lõi, thể hiện tính phản động, phản dân, phản nước của bộ luật này là gì? Tại sao gã dám khẳng định bộ luật này nguy hiểm nhất và là tác nhân chính hủy diệt giống nòi? Bao lâu nay chúng ta chỉ ồn ào chuyện cướp đất để làm dự án, chuyện lợi ích bất động sản, nhưng xét cho cùng thì vấn nạn đó chỉ liên quan đến bộ phận rất nhỏ dân chúng mà thôi. Mà chuyện không liên quan đến tranh chấp, không liên quan đến các dự án bất động sản mới là phần chìm của tảng băng nổi. Và nếu không dẹp ngay luật đất đai với bản chất là đất đai sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý, thì không lâu nữa thì tảng băng chìm này sẽ nhấn chìm cả nòi giống của nước Việt. Và hiện nay 70 triệu nông dân Việt Nam canh tác đất nông nghiệp trên 27.300 triệu hecta với luật đất đai thì họ là chủ quyền sử dụng đất chứ không phải là chủ sở hữu đất. Chính vì không có quyền sử dụng đất, đa số nông dân không thương đất, yêu đất, chăm sóc đất như đất của chính họ.
Tôi đã đài biến họ trở thành những kẻ tận thu, tận dụng, tranh thủ bóc lột đất để sinh nhai và làm giàu trước mắt. Có thể khẳng định rằng hầu hết 27.300.000 hecta đất mồ hôi và cả xương máu của tổ tiên cha ông khai phá nuôi dưỡng để bảo vệ đã bị chính hàng chục triệu nông dân hủy diệt bằng hàng triệu tấn phân hóa học, chất kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu độc hại. Một nhà kinh doanh Nhật Bản đã đến Vân Hồ, Sơn La thuê 5 hecta trồng chè đã phải bóc toàn bộ lớp đất mặt vì bị hủy diệt thay vào một lớp đất khác rồi nuôi chùn suốt một năm, nhờ chùn làm sống lại đất sau đó mới trồng giống chè của họ. Liệu chúng ta có đủ năng lực để cứu đất cho các nhà kinh doanh Nhật hay không? Và đất bị hủy diệt với diện tích khổng lồ khác gì đất nước bị xâm lăng và trà đạp? Nhưng thà đất nước bị xâm lăng mà đất không bị hủy diệt, tác hại lâu dài đến dân tộc giống nòi ở mức độ tàn phá vẫn không thể bằng đất độc lập và đất bị chính người dân bóc lột tận cùng, xương tủy đến tận cùng. Mỗi người dân Việt Nam đều không thấy được sự thật khủng khiếp, và để tác động của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh nhất có thể hủy bỏ luật đất đai, nguyên nhân của mọi nguyên nhân hủy diệt đất đai, tài nguyên lớn nhất, vô giá của quốc gia, dân tộc, thì chính chúng ta là tội đồ của lịch sử dân tộc Việt. Hủy diệt với đầy đủ nghĩa của nó thì đất bị hủy diệt để không còn ra cây trái tốt lành. Cây trái sạch thì môi trường sống bị hủy diệt, và văn hóa bị hủy diệt, đạo đức bị hủy diệt, con người bị hủy diệt, tổng thể tức là giống nòi bị hủy diệt. Luật đất đai ra tội ác ngút trời, mà những vụ án như Thủ Thiêm, Đồng Tâm làm chao đảo niềm tin của người dân chỉ là quá bé nhỏ. Chừng nào mà luật đất đai theo mô hình cộng sản sở hữu của toàn dân, thực chất là sở hữu của nhà nước, không thay đổi triệt để trả cho người dân thực sự là chủ đất, thì con đường mất nước, mất dân tộc với đúng bản chất của nó là không xa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.